Kính chào quý vị và các bạn, Hồng Dao rất vui khi được đồng hành cùng quý vị trong chương trình cập nhật những thông tin nổi bật trong ngày của báo Người Lao Động. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật và đề nghị kỷ luật hàng loạt lãnh đạo, cựu lãnh đạo. Trong các ngày 28 và 29 tháng 8, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 46 dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung. Xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả kiểm điểm đề nghị thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong một số dự án đầu tư do Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An thực hiện trên địa bàn tỉnh. Nhiều cán bộ đảng viên, trong đó có cán bộ chủ chốt của tỉnh, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm luật phòng chống tham nhũng, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thiệt hại lớn tiền, tài sản của nhà nước, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương, đến mức phải thi hành kỷ luật. Trách nhiệm cá nhân đối với các vi phạm khuyết điểm nêu trên thuộc về ông Dương Văn Thái, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đã khai trừ ra khỏi đảng. Các ông bà Lê Ánh Dương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Lê Ô Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Lại Thanh Sơn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trịnh Hữu Thắng, nguyên Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bùi Thế Sơn, nguyên Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Trần Xuân Đông, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, nguyên Bí thư chi bộ, nguyên Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông tỉnh, Hoàng Văn Thanh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Dũng, nguyên Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh, Nguyễn Kim Phương, nguyên Ủy viên Đảng đoàn, Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang và một số tổ chức đảng, đảng viên khác. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang, nhiệm kỳ 2021-2026 và các ông bà Lê Ánh Dương, Lê Thị Thu Hồng, Lê Ô Bích, Hoàng Văn Thanh. Kỷ luật khiển trách Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021, Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang, nhiệm kỳ 2021-2026. Và các ông Lại Thanh Sơn, Trịnh Hữu Thắng, Bùi Thế Sơn, Trần Xuân Đông, Nguyễn Kim Phương. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang, nhiệm kỳ 2020-2025. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang, lãnh đạo, chỉ đạo, khắc phục kịp thời các vi phạm khuyết điểm được chỉ ra, thi hành kỷ luật các tổ chức đảng, đảng viên có liên quan, theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả kiểm điểm, đề nghị thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Thành ủy Lai Châu, tỉnh Lai Châu. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy, Ban Thường vụ Thành ủy Lai Châu đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để Ủy ban Nhân dân thành phố và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm quy định của đảng, pháp luật của nhà nước trong quản lý, sử dụng đất, thực hiện các dự án phát triển đô thị trên địa bàn trong thời gian dài nhưng chậm phát hiện, xử lý. Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục, nguy cơ thất thoát tiền, tài sản của nhà nước, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương, đến mức phải thi hành kỷ luật.
Trách nhiệm cá nhân đối với các vi phạm, khuyết điểm nêu trên thuộc về các ông Vương Văn Thắng, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố; Lương Chiến Công, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố; Nguyễn Xuân Tú, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố; Phạm Minh Tuấn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố; Bùi Hữu Cam, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố; Lê Bá Anh, nguyên Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, và một số tổ chức đảng, đảng viên khác. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Thành ủy Lai Châu, nhiệm kỳ 2015-2020, và các ông Vương Văn Thắng, Lương Chiến Công, Nguyễn Xuân Tú, Phạm Minh Tuấn, Bùi Hữu Cam, Lê Bá Anh. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu lãnh đạo, chỉ đạo, khắc phục kịp thời các vi phạm, khuyết điểm được chỉ ra và thi hành kỷ luật các tổ chức đảng, đảng viên có liên quan theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật một số đảng viên vi phạm tại các đảng bộ, tỉnh Hòa Bình và thành phố Hồ Chí Minh. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy các ông bà Ngô Ngọc Đức, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình; Nguyễn Thị Hồng, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố; Lê Duy Minh, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng chống tham nhũng tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, địa phương, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật. Căn cứ quy định của đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật các ông bà Ngô Ngọc Đức, Nguyễn Thị Hồng, Lê Duy Minh. Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung quan trọng khác. Kịp thời cho từ chức, miễn nhiệm những cán bộ bị kỷ luật, uy tín giảm sút. Ngày 9 tháng 7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt quy định số 144 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên trong giai đoạn mới, chỉ thị số 35 về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến với 15.644 điểm cầu trên toàn quốc của các cơ quan trung ương, điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc trung ương và tổ chức trực tuyến đến các điểm cầu cấp xã với trên 1.280.404 cán bộ đảng viên tham dự. Dự hội nghị có Chủ tịch nước Tô Lâm, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường, các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy, lãnh đạo chủ chốt cấp ủy, chính quyền các cấp và toàn thể cán bộ đảng viên được triệu tập tại các điểm cầu. Hội nghị đã nghe ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, quán triệt nội dung quy định số 144 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên trong giai đoạn mới. Theo Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, đạo đức là gốc, là nền tảng của đảng viên, người cách mạng. Nhiều chỉ thị, nghị quyết xây dựng đảng về đạo đức đã được ban hành, thể hiện tư duy mới. Trong đó, Đại hội Đảng lần thứ 12 lần đầu tiên đưa công tác xây dựng đảng về đạo đức ngang hàng với xây dựng đảng về chính trị tư tưởng. Đến Đại hội Đảng lần thứ 13, một lần nữa đảng nhấn mạnh phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Đây là tư duy rất mới. Các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Trung ương Đảng đã thực hiện nêu gương bằng những việc làm, những hành động cụ thể với phương châm trên trước, dưới sau, trong trước, ngoài sau, học tập đi đôi với làm theo. Nhiều cán bộ đảng viên là tấm gương mẫu mực trong học tập, công tác, lao động, sản xuất và chiến đấu. Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, dù vậy, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng thẳng thắn chỉ ra một số bất cập,
như công tác giáo dục, quản lý, rèn luyện cán bộ đảng viên ở một số nơi chưa được coi trọng, quan tâm đúng mức, một bộ phận cán bộ đảng viên chưa thực sự mẫu mực. Cá biệt, có một bộ phận cán bộ đảng viên phai nhạt lý tưởng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Thậm chí có cán bộ đảng viên vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật, xử lý hình sự, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cao do Trung ương quản lý. Nguyên nhân căn bản, theo trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, do sự thiếu tu dưỡng đạo đức cách mạng trong cán bộ đảng viên. Từ đó, ông nhấn mạnh, bên cạnh việc bồi dưỡng rèn luyện đạo đức, cần có chế tài hành lang pháp lý đủ mạnh, đủ sức răn đe, cảnh tỉnh. Những thông tin thời sự mới nhất sẽ được chúng tôi cập nhật ở những chương trình tiếp theo. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh YouTube của Báo Người Lao Động để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.